Ngày 12 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng, cướp tài sản. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét hành vi hủy hoại tài sản, bắt cóc trẻ em nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố bổ sung. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 1 tháng 3, Nguyễn Bá Quân dẫn con trai đi trên đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc phường 5 thành phố Mỹ Thọ, khi đến một cửa hàng tạp hóa đối diện trường mầm non tuổi thần tiên, quân bất ngờ lấy dao bổ dừa của cửa hàng và xông vào trường mầm non này. Khi đó các giáo viên đã bình tĩnh khéo léo ứng phó, đưa bốn trẻ ra ngoài, còn lại ba trẻ bị đối tượng ép vào một góc của lớp học. Nhận được tin báo, công an tỉnh Tiền Giang huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân phòng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hơn một giờ căng thẳng, lực lượng làm nhiệm vụ đã mưu trí khẩn trương bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho các trẻ. Ngày 12 tháng 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Hoàng, sinh năm 1983, trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, khi biết chồng bà Hờ Dê ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, bị công an thành phố Giang Nghĩa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trần Huy Hoàng đã tiếp cận gia đình và nói rằng có thể lo cho chồng bà Hờ Dê được tại ngoại, sau đó sẽ xin trăng án không bị xử lý hình sự, hoặc nếu có phải đi tù thì cũng chỉ ở mức án từ 9 đến 1 năm. Do tin tưởng Hoàng, bà Hờ Dê đã đưa cho Hoàng tổng cộng 670 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện được như lời hứa hẹn, không trả lại tiền cho bà Hờ Dê và đi khỏi địa phương. Cùng thời gian này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tê ở phường Nghĩa Phú, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, tố cáo Trần Huy Hoàng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng thông qua việc nhận tiền hợp tác đầu tư thực hiện dự án mua cây cao su, cây keo ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long xuyên tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến vụ tham mô tài sản, trộm cắp tài sản tại biêu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh An Giang trên địa bàn thành phố Long xuyên. Các bị can gồm Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1995, Bùi Đăng Khoa sinh năm 1995, cùng chú thành phố Long xuyên tỉnh An Giang. Đoàn Phước Toàn, sinh năm 1992, chú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cùng về hành vi tham mô tài sản và Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1982, chú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trong khoảng từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023, sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách, Lộc, Khoa, Toàn và Khánh không về giao nộp lại tiền cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, đối tượng Lộc còn trộm 3 đơn hàng có giá trị cao của công ty, đem ra khỏi biêu cục và trở đi giao cho khách lấy số tiền trên 10 triệu đồng. Ngày 12 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Quốc Kiệt, 19 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Hoàng Long, 22 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Ngoài ra các bị can đỗ trọng nghĩa, Nguyễn Hoàng Lâm Vũ, Lê Văn Khanh, Trần Minh Thiên cũng bị viện kiểm sát truy tố về tội không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4 năm 2020, tại khu vực kho thành phẩm của công ty Việt Như Ý, chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây, Nguyễn Quốc Kiệt nói với Nguyễn Hoàng Long cho mượn hộp quẹt đốt xốp thử coi cháy không. Khi cháy, Kiệt dùng tay dập lửa nhưng không được. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra làm cháy toàn bộ kho hàng và xưởng sản xuất gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng. Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã mở nhiều đợt tấn công phòng chống tội phạm, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Tháng 12 năm 2023, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìm năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuyên Quang đã phát hiện bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hải, sinh năm 1994, trú tại Tổ 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Văn Hải, phát hiện thu giữ 515,35 gram cần sa. Qua đấu tranh khai thác, xác định tính chất phức tạp của vụ án cùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các nhóm đối tượng, Công an thành phố Tuyên Quang đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm truy xét tội phạm về ma túy trên địa bàn. Đấu tranh mở rộng chuyên án với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh tuyên quang và các đơn vị chức năng công an thành phố hồ chí minh tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác định danh tính của nhóm đối tượng buôn bán ma túy liên tỉnh gồm Lâm Thành Hữu, sinh năm 1996, trú tại phường 10, quận 3, Dương Thị Ngọc Lan, sinh năm 1992, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Nguyễn Trần Ngọc Thạch, sinh năm 2001, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, Lê Tấn Đại, sinh năm 1996, trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, Nguyễn Thành Vương, sinh năm 1999, trú tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Dương Thị Ngọc Trâm, sinh năm 2000, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Minh Cảm, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Hải, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Hà Hữu Ngọc Bảo, sinh năm 2002, trú tại xã Thành Đức, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, việc giao dịch hoàn toàn khép kín, có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng, thông qua tài khoản ngân hàng, dịch vụ chuyển hàng hóa, người bán và người mua không hề biết thông tin và mặt của nhau. Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 12 năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chuyển hơn 300 đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Nam, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Thuận và một số tỉnh khác. Ngày 16 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh thành trong cả nước, khởi tố 8 bị can với tội mua bán chất trái phép ma túy, tăng vật thu giữ hơn 10 kg ma túy các loại, trong đó có hơn 1 kg ketamin, 83 ống tinh dầu cần sa, trên 5 kg cần sa, 104 sản phẩm thuốc lá điện tử chứa ma túy. 99 gói kẹo dẻo tẩm ma túy, gần 100 gói nước vui, 25,28 gram cocaine và trên 1,2 tỷ đồng. Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.